chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em đã quay trở lại với cả series One Piece Folio Ký của mình. Thì chúng ta hôm nay sẽ làm một cái trận đấu của tôn vinh những người phụ nữ đẹp nhá. Tất cả những người phụ nữ đánh với cả Thất Vũ Hải. Có vẻ thú vị nha. Hancock nè, Nami nè, Robin này, mình không thể đánh Robin cho lắm bởi vì là Robin đánh hơi kiểu nó bị khoảng cách so với người ấy. Thế nên là nó hơi bị kiểu giật dẹo một tí. Rồi, mấy em bikini vào cho nó tươi mát nhở. Xuống đội đủ luôn nhá. Hợp lý chưa anh em? Rồi, bây giờ Thất Vũ Hải nhờ. Thất Vũ Hải thì mình biết là ai rồi đúng không? Đây cựu đây luôn, lại là rõ ràng là đây luôn. Còn ai nhỉ? Thất quả chỉ có 7 thắng thôi mà. Cho dấu đề vào đây đi, đừng lo nữa. Ok, đây đủ 9 nhá anh em nhá. Thất quả chỉ có 7 nhưng mà mình mọc ra 9 bởi vì là có cựu nữa. Ok, let's go baby. Lên nào anh em, sức mạnh của các chị em phụ nữ. Ok boy. Ok, chơi nào. Hancock đánh với nhau, để xem Hancock nó mạnh hơn. Hancock bên kia còn được 2 tăng 2 tấn công. Ây à, mày chém ai đây? Mày chém ai? Bên phía họ có bị quả đám rồi. Chưa thử quả đám phía họ rồi. Mày chém đâu mày? Quả đá rồi, ngon. Uầy, phía họ bị quả đá. Đấy nồi. Xong. Ôi, chị đại mới ra đây này. Quá. Ui, chết bẩn rồi. Hả, ăn xét rồi đúng không? Lao vào đây. Riêng mày luôn. Chết rồi. Xấu mà. Né hộ cái. Đi ở chỗ khác đi bà ơi. Em ơi. Mình là con gái mà mình được quyền chạy mà anh em. Hôm nay mình nhiều mây quá. Trời hôm nay nhiều mây cực. Vào đây mẹ. Thế là xong rồi nhá. Trời hôm nay nhiều mây cực. Uầy, quả mây giật gọi là thổn thức lòng người đấy. Để ta vun mày một cái nhá. Rồi. Chuẩn bị đi con, giờ set. Úi dồi ôi. Ông định đánh ai hả? Uầy, gặp quả Nami này thì bá quá nhờ. Uầy, nó cứ tạo càng nhiều set thì càng giật đau. Được quá nhờ. Thế mình tạo khoảng trống rồi mình giật. Mình tạo set thôi. Bình tĩnh nào boy.
Mày đừng gãy dưới bay của ta là mày chết đấy con. Rồi, lấy thôi. Chưa thấy cái thằng luôn ấy. Ôi, cái mây chưa vụt được xét vào, chưa vụt được xét vào thì nó đã ấy đâu. Thôi, nó bớt diễn cho con nhờ. Chưa vụt được vào mây thằng người Crocodile thì nó đã đánh mình ra rồi. Thì thôi, bẻ cổ nó vậy. Xong. Dễ không anh em? Dễ luôn. Biến ra chỗ khác đi. Mày giữ khoảng cách với Robin là mày sai rồi. Mày giữ khoảng cách với Robin là mày sai rồi. Đâu. Mày cứ đứng im là mày sai rồi con. Đứng im là sai rồi. Này. Ấy à. Đứng im, con này thích đứng im nhờ. Chết rồi, đại dương ném qua vai, thế là đi nhá. Ê, bình tĩnh coi. Mày này, mày cản chị em phụ nữ quá nhờ. Samehara này, cái con cá mập voi này. Cái con cá mập voi này dám cản chị em. Samehada cái gì? Mày thích Samehada không? Samehada. Xong luôn. Cả chị em cũng đi hết rồi. Thôi mày đi luôn nhá. Thế nhá. Dạ. Còn tí máu kìa. Lừa thế. Rồi xong luôn. Bố mày cũng biết karate người cá luôn. Riêng mày luôn. Ê, bắt bóng rồi. Uầy. Bây giờ mày có chức năng của người cá như tao à? Mày biết karate người cá như tao à? Mày cứ đợi đấy. Đừng đấy mày trưởng đi con. Mày cứ đứng đấy mày trưởng đi con. Đứng đấy trưởng này. Chơi bẩn với tao là tao chơi bẩn mày luôn. Thích thì bố mày chiều. Bố mày sợ gì trêu chơi bẩn. Robin của tao chơi còn bẩn hơn. Ôi anh này thôi từ từ. Chơi boy. Cái con này chú ý ông đuối thân kìa. Ui lôi. Xa đi. Nhập hồn người nó đê. Ây à. Mày bớt vũ phụ với con cái đi boy. Bớt vũ phụ với con cái. Nghe chưa. Ném này làm gì vậy. Con này bị tục. Mình không bị cảm giác tương tự rồi. YOLO làm gì đấy? Bay lượn vờn nữa kia. Mất mẹ luôn. Bế đéo chỉ tưởng. Bế quá. Đúng rồi chỉ rồi bóp. Ôi ôi. Người tấn công. Người phòng thủ ở bãi nổi. Yeah!
Đúng rồi, bọn mình chỉ giỏi mõm thôi. Giỏi mõm thôi. Ây à, đã xong qua la rồi. Đi. Thằng dấu đen nó xuống ván double kill hơi ấy. Mà con Perona phế quá. May mà mình không lấy con Perona bikini ạ. À. Rồi, chào bạn. Ô, thằng khác ra hàng hộ à? Thằng khác ra hàng hộ à? Xong. Hờ. Không bị đấm đi luôn. Ây à. Tôi rút kiếm nha anh em. Chém qua. Chém ai đây? Chém ai đây? Đâu dễ gì em ơi. Chị đại gia này. Bikini của chị bảy màu luôn. Chị bụt cho luôn. Mà rồi anh chị bình tĩnh. Ôi bình tĩnh nào ngoài. Không cứ đứng lên mà bị giật nhá. Tôi tạo đổ quay đã. Ok boy. Sao? Úi xổ ôi, quả combo này thì ai lường trước đây? Ây à! Giờ set em anh em thấy không? Set giật phát tự chết luôn, mình không phải làm gì cả. Thế là chị em thắng nhá, ok. Vậy thì anh em nhớ bình luận phía dưới cho mình biết những cái kèo mà anh em muốn đánh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Chị em quá mạnh rồi, bye bye anh em, bye bye.